Tysu xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn ha. Chào mọi người một ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc. Hôm nay mình đi ăn sáng hả? Nói chung là đi đến đâu thì mình cũng sẽ quan tâm đến ha. Ăn uống ngủ nghỉ, ngủ nghỉ về chỗ chơi thì mình đã quay ngày hôm qua rồi, nên là sáng nay mình đi ăn sáng. Đi ăn sáng thì chỗ này thì ở ngay cái khu mình ở là có hai cái chỗ ăn sáng, bởi vì cái lưu lượng người rất là đông, nên là mình quay để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn ha. Nói chung là người đông. Mình đi một vòng mình coi ở đây có gì ngoài phía trước kia, rồi đấy nữa mình đi vào trong. Ở đây là có bánh mì ốp la, tương. Đó. Tương là hắc xì dầu đó cả nhà mình. Ớt, bánh mì, tương. Nói chung là ở khách sạn thì thường là sẽ được ăn buffet là nhiều, nhưng mà Tysu cũng muốn quay để cho cả nhà mình coi thử là ở trong resort này thì họ có những cái món gì khác so với ở những nơi khác hay không. Ở đây có phở. Đây có phở gì vậy anh? Phở gà với bún bò cả nhà mình. Đây là ăn sáng ở chỗ này. Tô bún bò, Đây bún bò này cả nhà mình, một tô bún bò. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ mình đi vô trong nha. Đi vô trong. Ô đông quá. Ê, đi bên này thử coi có gì ăn. Cái này là ăn nhanh. Bơ bánh mì, bánh ngọt, bơ bánh mì. Củ quả. Rau salad. Này gì? Cái này là gỏi cả nhà mình. Đây là món gỏi. Đây là gỏi hải sản, còn bên này là một cái gỏi gì đó nữa, nhìn coi nè. Rau trộn. Mình lại muốn đi tìm một cái gì đó mà nó, đây là bánh phồng tôm, có cái gì nó đặc trưng gì ở đây hay không? Đây là phô mai cả nhà. Này đây cá nè, cá phi lê này cả nhà mình. Bên này có trái cây, nhãn, dưa hấu, thơm, táo. Đây là dưa lưới. Bên này thì có ổi, và bên này thì có mận. Tysu nhớ một đợt Tysu lên Bà Nà, ở bên khu vực đó là có người, nói chung là không phải người Việt mình á. Trời ơi, lúc đó đứng xếp hàng đông, cái rồi cái họ chờ một cái món ốc theo món gì á, mọi người đứng giành nhau thiệt. Mình nhìn thấy tức cười quá trời quá đất đi. Ở chỗ này họ có cái phòng ăn nó rộng nè, rộng rãi, có phòng ăn rộng rãi, cho nên là mình sẽ có súp bánh mì, súp thịt xông khói, xúc xích, thịt xông khói, xúc xích, cơm. Cái này là nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Đây là trứng luộc. Đây là heo quay ăn với bánh bao cả nhà mình, heo quay nè, bánh bao, khoai lang luộc. Đi một vòng đặc trưng món ăn quê mình đó. Bánh hoa già, cái này là há cảo, bánh bao, xúc xích. Đây là cũng có heo quay nữa nè cả nhà mình, heo quay ăn với bánh hỏi. Có xôi đậu xanh nè. rồi nói chung là mỗi món ăn một chút. Ở đây ở đây thì có bánh ướt đây cả nhà, bánh ướt với rau luộc. Để mình đếm coi thì có bao nhiêu món ăn đặc trưng của quê mình nha. Ở phía trước thì có phở bò này, cơm chiên trứng, mì xào. Bên này có gì đây? À, ở đây có thịt bò cả nhà mình. Ở đây là hai món bò, bò xào với bò hầm rau củ. Đây là cháo, chắc cái này là súp quá. Cháo luôn, cháo thịt bò này cả nhà. Đây là cháo ăn với trứng nè, với chà bông nè, tiêu. Trứng cho vô chén cháo. Nói chung ở đây lưu lượng người bữa sáng ăn sáng khá là đông, mình đi hơi sớm, bây giờ mới 7 giờ sáng thôi. Đây là một cái sảnh ăn. Ở đây có hai sảnh để ăn, một cái sảnh tối hôm qua mình quay bữa tối cho cả nhà mình á. À, trên này có nước đây này, mình còn thiếu chỗ này nữa. Đi đây trù. Đấu cả nhà, Tysu đi một vòng rồi đó, thì Tysu sẽ chọn món gì để ăn cả nhà mình biết không? Bên này là nước cả nhà mình, đây là cà phê nước, đường sữa, cà phê pha sẵn. Cái này là bạc xỉu nè, đúng không chị? Này bạc xỉu đúng không? Này cà phê sữa, cà phê sữa, cà phê pha máy. Đây là nước hả? Đây là nước ép thanh long nè, đây nước ép chắc là cam. Này mình nhìn mình biết thanh long ruột đỏ, cái này dưa hấu, còn cái này chắc là cam. Bên này là cà phê pha máy cả nhà, cà phê pha máy. Đường đây, cà phê pha máy, có cái máy nè để mình qua đây mình coi máy pha cà phê. Hồi trước giờ mình chỉ nhìn ở phía trước thôi, mình không có được nhìn ở tận cảnh ha. Cà phê pha máy thơm hè, mất mấy phút thì nó mới ra cà phê. Chưa tới 1 phút ha, cả nhà mình chờ thử ha. Cà phê pha máy này, nhìn mọi người ăn uống nè. Đây cả nhà mình đã chờ đến giờ cuối cùng, đã có những giọt cà phê pha máy chảy ra rồi, chế vô này, chế vô. Đây là dãy bàn của đồng bọn mình đây. Ăn là ai cũng ăn khẩu phần giống nhau cái gì trời, cuối cùng cũng một xúc xích, một rau, một củ quả. Có nhiều đây món nè. Đó. Còn phở ngoài trước nữa nha. Đây là cái chỗ ăn sáng, một chỗ khác. Nói chung là ở khu này có hai chỗ ăn sáng của chú anh chị các bạn. Cái chỗ kia thì Tysu đã quay rồi, bây giờ mình vô đây mình quay review cho khu thứ hai ha. Chỗ này hồi tối là mình qua rồi, có đèn sáng đó. Này là ăn buổi sáng, đi vô đây. Bên này nhìn cái form ở ngoài đẹp hơn là bên kia ha. Chị chào chị, 352152. Đi vô đây ha, mình qua đây mình coi có gì đặc biệt không. Bên này với bên kia thì sẽ khác nhau đó. Bên này thì cũng rau củ quả hả? Hạt điều. Đây có hạt điều Việt Quất, hành ngâm. Bên này thì có bánh mì, bánh mì Việt Nam này cả nhà mình. Đây xí mại nè, nhà ổ bánh mì Việt Nam nè. Xong rồi kẹp miếng chả nè, miếng hành, bánh mì Việt Nam. Đi qua cha cô chú anh chị các bạn xem nha. Nói chung là hên đi qua còn 20 phút nữa, 9 giờ sáng mới có trò chơi cho chị em, nên là mình vào đây mình quay tiếp cho cả nhà mình để có hai chỗ ăn sáng. Bên này là bánh mì ngũ cốc, bánh mì nói chung là bánh mì thì giống bên kia ha. Này là gì đây? Này là bơ, mứt thơm, hạt điều, mứt thơm, kiwi. Bên khu vực này thì cũng cháo trắng nè, cơm chiên hải sản, cháo trắng cũng giống bên kia ha. Mì xào, mấy cái này cũng giống vậy à. Bên này là có món thịt xông khói này, xông khói, đậu trắng, sốt cà chua, rau củ nướng, khoai tây bi nướng. Đây nè, ở đây có trứng luộc 4 phút nha cả nhà mình, nóng lắm đó. Trứng luộc 8 phút, hơi nóng. Bên này có chiếc xe lam nè. Đó, bên này có chiếc xe lam. Ồ, trên kia có bánh nữa kìa, bánh crepe gì nữa kìa. Kẹo với sô-cô-la hả? Ở đây là bánh. Bánh này bánh gì ạ? Bánh này là bánh gì? Bánh giống như bánh Doraemon nữa hả? Cô chú anh chị các bạn, thì Tysu quay một vòng ở đây ha, để chia sẻ cùng với mọi người ăn sáng ở đây có gì, để khi mà mình đặt đồ, khi mình đặt phòng ở đây á, mình có được cái kênh tham khảo. Nói chung đồ ăn ở đây Tysu thấy ăn cũng đa dạng và phong phú các món, trái cây tươi, trái cây khô, rồi đồ ăn tươi, đồ ăn khô, những cái món Việt của mình, những món Âu cũng có. Đủ loại thì chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc, là bình an, và cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tysu. Xin chào và hẹn gặp lại.